Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chăm chỉ cầu kinh sớm tối liệu có được Đức Phật tha thứ sau những lỗi lầm mà ta đã gây ra không nhé? Chăm chỉ tụng kinh cầu khấn nhưng liệu Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi ta đã gây ra không? Rất nhiều người khi làm sai việc gì đó thì đã tìm sự bình yên trong lòng bằng cách tụng kinh niệm Phật sám hối và khẩn cầu được xá tội. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi liệu rằng Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi ta đã gây ra không? Một, tội lỗi là gì? Muốn biết Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi ta đã gây ra không, trước hết cần tìm hiểu được tội lỗi là gì. Trong giáo lý nhà Phật, chữ tội lỗi để chỉ những hành vi bất thiện, đó là hành động bất thiện, lời nói bất thiện, tư tưởng bất thiện. Ba điều bất thiện này được gọi chung là akusala. Lời Phật dạy rằng tội lỗi là một trong những thuộc tính cơ bản của chúng sanh. Chúng tồn tại song song với sự xuất hiện của con người trên đời này. Dù bất kể là ai, trước khi được sinh ra, tội lỗi hay nghiệp đã đóng vai trò chi phối, là tác nhân hình thành nên bản tính, nhân cách, hình dáng, hoàn cảnh của mỗi cá nhân ở kiếp này. Có thể nói con người là sự kế thừa tội lỗi, nghiệp báo của chính mình, cho nên không ai là không có tội. Đâu là sự khác nhau giữa nghiệp báo và số phận? Khi chưa trở thành các bậc thánh, ai cũng giống nhau là thân đều mang tội. Có khác chăng chỉ là mức độ gây tội, tạo nghiệp nhiều hay ít, ở phương diện này hay phương diện kia mà thôi. Theo tuệ giác của Thế Tôn, những hành vi tội lỗi kéo theo sự bất thiện được sinh ra mỗi việc làm, hành động và suy nghĩ của con người. 2. Hậu quả của tội lỗi. Hậu quả của tội lỗi gây ra làm hư hỏng mình và hư hỏng cả người khác, tự làm dơ bẩn mình và làm vấy bẩn người khác, cũng như tự phá hủy tiềm năng tự hoàn thiện của mình và phá hủy cả tiềm năng của người khác. Mà tự làm hư hỏng mình tức là tự gây khổ cho mình, như vậy thì đừng trách sao đời mãi chìm trong bể khổ. Đại thi hào Nguyễn Du từng viết trong truyện Kiều, cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi, tức là không tìm những con đường an lành sáng sủa mà đi, trái lại cứ đâm đầu vào chốn đoạn trường tức là đứt ruột đau khổ. Tự mình phá hỏng mình thay vì hoàn thiện mình, tức là tự làm mình thui chột, xuống dốc thay vì nỗ lực để mạnh mẽ đi lên. Không chỉ làm vậy với mình mà còn đồng thời kéo theo cả người khác cũng thế, đó chính là tội lỗi. Nói cách khác, tội lỗi chính là cái làm hư hỏng tính người của chúng ta, ngăn chặn tự do, hạnh phúc không cho ta sống cuộc đời an yên. 3. Ý thức của con người về tội lỗi. Thực tế, hầu hết mọi người ai cũng có ý thức về tội lỗi, ai cũng biết rằng điều này là không đúng, điều này là không tốt, điều này không đẹp, điều này không nên. Nhưng cái không đúng, không tốt, không hay đó vừa do xã hội dạy cho chúng ta, mà cũng vừa do bẩm sinh bên trong chúng ta tự nhận thức được. Đó chính là cái bên trong mà ta vẫn gọi là lương tâm, thiện tâm. Nhờ có ý thức về những điều đó nên khi làm điều không đúng, không tốt, không đẹp, nhẹ thì ta thường cảm thấy bất an, lo lắng, ăn năn, mà nặng thì sẽ mất ăn, mất ngủ, cảm thấy bản thân có tội với xã hội và với cả chính mình. Ý thức về tội lỗi thoạt nhìn có vẻ tiêu cực nhưng nó chính là thước đo để con người tự hoàn thiện bản thân. Nhờ ý thức này mà có thể phân biệt được phần con và phần người trong mỗi con người. Sám hối có xóa sạch được tội lỗi. Điều cốt lõi là con người cần phải tự thân biết rõ rằng tội lỗi đều là xấu xa cần phải tránh. Khi còn trong thân phận của chóng sanh, biết rõ những hạn chế thói hư tật xấu của mình để sửa đổi, phấn đấu vươn lên loại trừ cái ác, tự hoàn thiện bản thân là điều cần thiết nhất. Con người sở dĩ càng ngày càng gây ra nhiều tội lỗi, một phần là do không tự nhận thức được điều xấu điều ác. Nguy hiểm hơn là họ có suy nghĩ cái xấu ác tồn tại với số đông là điều bình thường. Cho nên không ít người thậm chí còn tự mãn với thói tham sân si của mình. Thế nào là tham, sân si, làm sao để kiềm chế? Hơn ai hết, con người và đặc biệt là những người con Phật tử cần phải hiểu rõ mọi hành vi do bản thân làm ra nhằm kiểm soát, làm chủ để không phạm phải những cái xấu cái ác. Để đạt đến sự hoàn thiện, không tội lỗi là cả một quá trình rất dài. Nền tảng của quá trình đó chính là trí tuệ, thông thấu để cố gắng không tạo thêm nhiều tội lỗi và nhận ra rằng mọi tội lỗi đều xuất phát từ tâm. Tâm thiện, tâm thanh tịnh thì nghiệp tội cũng không xảy đến. 4. Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi ta đã gây ra hay không? Vậy xét cho cùng, liệu Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi ta đã gây ra không? Giả sử bây giờ con người cứ làm ra những hành vi xấu xa, độc ác, bất thiện, làm xong lại đến gặp Đức Phật để cầu xin Ngài tha thứ, xin Ngài thứ tội cho con. Liệu rằng khi đó Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi ta đã gây ra không? Câu trả lời là không. Đức Phật không thể tha thứ cho tội lỗi của bất cứ ai, đơn giản bởi không ai và chính Đức Phật cũng không đủ thẩm quyền và năng lực để thứ tội cho người khác được. Tội lỗi chính bản thân nó đã là tội chứ không phải vì Đức Phật nói rằng đó là tội lỗi thì nó mới thành tội. Và vì nó là tội lỗi nên Đức Phật mới nói nó là tội lỗi chứ Ngài không hề sáng tạo ra nó.
Khi gây ra tội lỗi đó chính là do hành động của chúng ta, là do bản ngã và cái tâm bất thiện của ta gây ra. Không ai có thể xóa bỏ hành động đó cho ta, vì dù có sám hối thế nào, có tụng bao nhiêu quyển kinh, có quỳ mòn gối hối tội ra sao thì hành động đó cũng được thực hiện rồi. Bởi vậy Đức Phật không thể tha thứ tội lỗi cho ai và cũng không ai tha thứ được cho tội của người khác. Nói vậy không có nghĩa Đức Phật không muốn tha thứ tội lỗi cho người phạm phải, mà là đây là điều không thể. Đức Phật có tình thương bao la quảng đại với tất cả chúng sanh, nhưng tình thương của Ngài là một thứ tình cảm vô cùng trong sáng, không bị nhiễm tạp bởi tham sân si. Đức Phật có tâm từ ái, mong muốn tất cả chúng ta được sống sang yên vui, hạnh phúc. Ngài cũng có tâm đại bi, mong cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi bể khổ. Chúng sanh ở đây bao gồm tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng những đệ tử theo Đức Phật. Dù là người theo Phật hay không, Ngài vẫn có tình thương tâm bi, đối xử bình đẳng với tất cả, không chừa một ai. Tấm lòng từ bi quảng đại của Đức Phật bao dung chúng sanh, nhưng không có nghĩa Ngài tha thứ được cho mọi tội lỗi mà con người đã gây ra. Cách duy nhất để đạt được sự bình yên trong tâm hồn chính là ngăn chặn tội lỗi xảy ra khi chúng còn chưa xuất hiện. Muốn tội lỗi không còn nữa, chúng ta phải tiêu diệt cái nguyên chính gây ra tội lỗi, tức là những ý nghĩa xúi dục mình làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy. Một khi đã thực tâm sám hối thì sẽ không còn muốn làm, muốn nghĩ, muốn nói những thứ sang bậy, lộn xộn đó nữa. Và quan trọng không kém đó chính là cần phải có ý thức về tội lỗi, bởi ý thức tội lỗi sẽ cứu độ chúng ta, phục hồi tính thiện của chúng ta. Một khi đã biết rằng tội lỗi hay nghiệp chướng là những cái ngăn cản che mắt ta làm những điều đúng đắn, thì ta chắc chắn sẽ không để chúng được tác loạn. Ý thức về tội lỗi không phải để sợ hãi mà chính là động lực để vươn lên, tiến đến chân thiện mỹ của con người và xã hội. Vậy nên đừng bao giờ hỏi Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi ta gây ra không, bởi Ngài không đủ thẩm quyền. Người mà ta nên hỏi câu đó là chính bản thân mình. Sống tốt giúp nhiều người có cần phải sám hối. Để chuyển nghiệp, tiêu trừ tai ương, chúng ta cần phải hiểu đúng về sám hối thì mới mong tư duy đúng, thực hành đúng. Phàm làm người, chúng ta khó tránh khỏi những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho chính mình và những người xung quanh. Và khi nhắc đến tội lỗi, chúng ta lại nghĩ tới nhân quả, nhưng nhân nào quả nấy là chỉ cho những người không chịu tu, vì họ chấp nhận số phận đã an bài nên càng tạo nghiệp xấu nhiều hơn. Người biết tu thì sẽ sám hối, thay đổi được nhân quả xấu. Người xưa đã dạy rằng, nếu mắc lỗi, lầm thì công khai nhận lỗi đó rồi tìm ra biện pháp và quyết tâm để sửa chữa. Thái độ đối với lỗi lầm như thế là thước đo một người chân chính, trung thực, đáng cho mọi người tin cậy và kính trọng. Tôi là người tốt, biết giúp đỡ mọi người có cần sám hối. Chúng ta đã hiểu sám hối là gì. Sám hối là một hành động chứng tỏ rằng mình đã biết phân biệt điều đúng điều sai, điều hay điều dở, điều nên làm và điều không nên làm. Có người thắc mắc, tôi không hề làm hại ai, mất lòng ai, cũng chẳng hề giết hại một sinh vật nào. Tôi cho nhiều hơn tôi nhận, tôi giúp đỡ nhiều người thì có cần sám hối. Nói như vậy là chưa hiểu đúng về sám hối. Để hiểu đúng về sám hối, chúng ta phải biết rằng mỗi chúng ta không phải lần đầu tiên hiện diện nơi cõi ta bà. Chúng sanh đó đã đến rồi đi, đi rồi quay trở lại, lên xuống. Tới lui đã bao nhiêu lần rồi, không có con số để tính đếm. Cứ mỗi lần đến rồi đi thì kể là một kiếp, và mỗi lần như vậy chúng ta lại tương tác giữa chúng sanh với cõi ta bà này. Những sân hận từ nhỏ đến lớn trong quá trình đó tạo thành chuỗi nghiệp lực, nhỏ có, lớn có, tuần tự quấn chúng quanh, chúng sanh đó không khác một lò xo. Rồi tới một lúc nào đó chúng ta lìa đời, tội lỗi chưa trả hết và trở thành con nợ với những gì mình đã gây ra. Chủ nợ còn sống mà người gây nợ đã lìa xa nhân thế, rồi đến khi thần thức hồi đủ cơ duyên để thác sanh trở lại, chủ nợ đã vĩnh viễn cõi trần. Chúng sanh đó ôm những món nợ cũ trên người chờ dịp để thanh toán. Rồi thì ở kiếp tiếp theo với những thứ cuộc đời này dày vò chúng ta, kết quả là một chuỗi nghiệp lực mới được hình thành. Những món nợ nào thuộc trong cả các kiếp, nếu thuận duyên thì trả, không thuận duyên thì chờ kiếp khác. Chúng sanh đó cứ đến để gây nợ rồi đi mang nợ theo mình. Các chuỗi nghiệp lực vì thế mà cứ dày lên khi chúng ta chết rồi lại sinh ra trong kiếp khác. Vậy thì làm sao chúng ta biết nơi đâu là mắt tháo gỡ? Muốn tìm lại chuỗi nghiệp lực thứ nhất cũng là điều không thể và cũng không nhớ ra đó là món nợ gì. Do đó, khi hiểu đúng về sám hối rồi chúng ta sẽ biết rằng phải luôn luôn sám hối chứ không phải cho rằng hiện chúng ta sống tốt với mọi người thì không cần đến sám hối lầm gì cả. Muốn tháo gỡ những dây lò xo nghiệp lực này, chỉ có một cách duy nhất là sám hối, dùng tâm thành đem hết sự thiết tha của lòng ăn năn hối cải, tạo thành ngọn lửa sám hối, làm chảy tan những nghiệp chướng đã được gây tạo từ bao nhiêu đời kiếp trước. Ngày nào cắt được vòng sanh tử, thoát kiếp luân hồi, khi đó mới có thể mạnh dạn và dứt khoát thoát vòng nghiệp lực. Tuy nhiên, thoát được sự quấy phá của nghiệp lực, nhưng vẫn không ngừng việc sám hối cho đến khi tất cả nghiệp chướng tan đi
và chúng sanh đó trở về với trạng thái nguyên thủy thuần khiết của mình. Tuy nhiên, việc sám hối vẫn còn luôn tiếp tục cho đến khi không còn một chướng duyên nào cả. Điều đó đã tỏ rõ sự quan trọng và tối cần thiết của việc sám hối để đạt được quả vị Bồ Tát hay quả vị Phật trong tương lai. Có cần sám hối với chính bản thân mình? Thông thường thì chúng ta nghĩ tới sám hối là hành động sửa chữa sai lầm ta làm với những người khác mà quên mất rằng ta cũng cần sám hối cho chính mình vì những gì đã tạo ra điều không hay, không tốt đẹp cho chính bản thân. Nếu một chúng sanh có những hành động cử chỉ không tốt đẹp đối với chính mình, chúng sanh đó không thể nói rằng tôi cam chịu không có sự hối hận, đó là một ý nghĩ sai lầm. Bản thân đã biết mình làm những điều không tốt với chính mình, nhưng nếu tôi không tư duy, không nghiền ngẫm, không sửa đổi thì đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ hành xử đúng những điều không tốt đẹp để đó cho kẻ khác. Chính bản thân tôi mà tôi còn không tha thiết, không tôn trọng thì rất khó lòng để cho tôi có thể tôn trọng kẻ khác được, do ở tính chất này mà nghiệp lực dễ phát sinh. Chúng ta thường nghiêm khắc quá hoặc chẳng quan tâm gì tới bản thân mình, thậm chí có lúc quên rằng chính chúng ta cũng cần được tha thứ. Mỗi ngày qua đi, chúng ta đã là một con người mới. Nếu vẫn oán trách với tội lỗi của chính mình gây ra sẽ chẳng thể làm việc gì khác tốt hơn. Nhưng thói quen xấu luôn luôn góp phần vào việc tạo nghiệp dữ. Sám hối phải đi kèm với tu tập. Muốn tu tập đúng nghĩa để có thể mang đến một kết quả tốt đẹp, điều kiện cần yếu trước tiên là phải sửa đổi tâm của mình, phải hoán chuyển tâm bất thiện ra tâm thiện, tâm xấu ác ra tâm tốt đẹp. Tâm lúc nào cũng đi kèm với ý, do đó sửa tâm là phải sửa ý. Sám hối là tinh thần cầu tiến, làm mới lại chính mình. Với tinh thần cầu tiến biết hổ thẹn, nhờ sám hối, chúng ta sẽ không tái phạm lỗi lầm xưa. Lòng chí thành thiết tha sám hối sẽ giúp chúng ta vơi bớt tội lỗi và từ từ hết sạch. Nhờ sám hối mà tâm ta ngày càng trong sạch, dám sám hối là một việc làm can đảm. Tu mà không gan dạ sám hối quả thật là người hèn nhát khi biết rằng sám hối là phương pháp sách tấn mạnh nhất. Nhờ sám hối, dù có tạo tội bao nhiêu, chúng ta vẫn là người tốt trong hiện tại và mai sau. Tóm lại, sám hối là một phương pháp tu hành rất thiết thực, có lợi ích cho hiện tại và mai sau. Người đời vì không biết nên khi có lỗi lầm thì ém nhẹm, giấu điếm, không ai biết tìm cách che giấu tội lỗi. Vì thế tội lỗi ngày càng chồng chất, cuối cùng hết phước, chịu họa không thể lường. Người xưa nói, người không gặp hoạn nạn, không biết quay đầu. Do đó mà đại đa số người đời bị sa hầm, sụp hố đến khi tỉnh ngộ hiểu ra, mới biết sám hối là điều cần thiết cho tất cả mọi người.